tổng giám đốc đầu tư của Vinacapital đột ngột qua đời. Ông Andy Ho, tổng giám đốc hội đồng đầu tư của Vinacapital, qua đời tại nhà riêng vào sáng ngày 6 tháng 6. Thông tin trên vừa được tập đoàn Vinacapital công bố chiều tối ngày 6 tháng 6 và cho biết đang thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm mọi hoạt động tiếp tục ổn định. Ông Andy Ho, sinh năm 1972, là tổng giám đốc hội đồng đầu tư của Vinacapital. Trước khi đột ngột qua đời, ông Andy Ho phụ trách các mảng đầu tư vào các công ty tư nhân, thị trường vốn và quỹ đầu tư mạo hiểm. Từ khi gia nhập vào tập đoàn Vinacapital tháng 4 năm 2007, ông Andy Ho đã giúp cho giá trị tài sản ròng của quỹ VOS vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Giải ngân trên 300 triệu đô la Mỹ vào các công ty chiến lược. Ông Andy Ho là một trong những nhà quản lý hàng đầu về đầu tư trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn và các cơ hội cổ phần hóa, cũng như tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông cũng là thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Mỹ, cử nhân Đại học Colorado, Boulder và là thạc sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Ông Don Lam, tổng giám đốc và cổ đông sáng lập tập đoàn Vinacapital, cho biết ông Andy là một đồng nghiệp, một cộng sự rất đáng tin cậy. Ông Andy Ho đóng vai trò to lớn trong việc phát triển quỹ Vinacapital Việt Nam Opportunity Fund, VOS, nói riêng và tập đoàn Vinacapital nói chung. Quan trọng hơn, ông là một người bạn thân thiết mà tôi và mọi người trong công ty sẽ rất nhớ. Sự ra đi của ông là một mất mát vô cùng to lớn của cá nhân tôi và tập thể Vinacapital, ông Don Lam viết trong thông báo phát đi chiều nay. Ông Brooke Colin Taylor, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Vinacapital sẽ giữ vai trò điều hành tạm thời quỹ VOS cùng với sự hỗ trợ của ông Khanh Vu và bà Nguyễn Thị Diệu Phương cho đến khi có thông báo tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.